chắc cô lại chơi vậy như bọn nữ nhi vậy. Chúng ta nên nói rõ từ đầu, cô xem tôi như là bao cát để luyện tập hay là muốn tôi đánh thật với cô đây? Tất nhiên là đánh thật rồi. Nếu như cô dám đương tay, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Vậy thì đừng có trách tôi là không biết đền ơn đó nha. Hay được rồi, cứ xem như ta chưa từng giúp gì cho cô hết vậy được chưa? Ta đã nghe chán rồi. Quần áo của ta đã bị cô xé rách hết, còn nói đền ơn, ta sẽ đánh cô tiêu luôn. Vậy thì cô hãy coi chừng đó nha. Không, Trầm chỉ lo lắng cho mùi mùi của Trầm thôi. Chân yếu tay mềm, làm sao có thể chịu được nổi trận đấu này. Con thử liệu họ có thù oán nào không? Sắp rồi. Hả? Sắp trở thành bằng hữu rồi.